các bạn thân mến hôm nay tiếng vọng xin giới thiệu một cuốn sách rất thú vị của nữ nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường những người muôn năm chưa cũ một câu rất quen thuộc nhưng lại được đảo đi và chữ chưa để trong ngoặc kép người ta hay nói Hà Nội không vội được đâu nhưng không phải lúc nào cũng vậy nếu không vội chúng ta sẽ bị lỡ việc đấy Tôi gặp chuyện như thế này Hà Nội không vội không được Từ lúc được đại tỷ Trần Thị Trường Chiếu cố kết bạn Đến lúc có cuốn sách trong tay Chỉ có 30 phút thôi ừ. Các thiếu nữ chạy theo tư duy Sự nhanh nhạy của chị tôi hơi mệt đấy nhưng là tôi được chị kết bạn tôi nhắn luôn messenger chị ơi em muốn mua cuốn những người mua năm chưa cũ thì làm thế nào thì em cứ cho địa chỉ chuyển khoản rồi bưu điện họ sẽ chuyển cho em thôi thì chị em tâm sự một lúc nữa thì lại không cần đến bưu điện thì chị rất tin tưởng tôi và ngay lập tức gửi cuốn sách cho anh chàng shipper hàng xóm mang đến tận tay lúc ấy tôi gửi tiền và chị còn nhắn thêm rằng em có trong tay bản đặc biệt đấy, bản ấy có chân dung nhà văn Bùi Ngọc Tấn, còn một số bản khác thì không khó Bạn thấy chưa? Đôi khi chúng ta cũng phải vội. Trần Thị Trường là ai? Bà thuộc thế hệ 1950. Nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa 1973-1978 nhưng không tốt nghiệp mà đi lao động xuất khẩu ở Sofia, Bulgaria để cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Đó là thời hậu chiến ở Việt Nam đất nước chìm trong khó khăn thiếu thốn, miền Bắc chưa ra khỏi chế độ bao cấp nhưng cũng như những người cùng thời, khó khăn đến mấy cũng không nguôi mơ mộng và lãng mạn, Trần Thị Trường luôn ấp ủ trở thành tác giả. Về nước năm 1986, năm 39 tuổi bà cầm bút làm báo và viết văn, gây hiệu ứng tốt trong làng văn. Và bây giờ, chúng ta xem lời nói đầu, tức là những cái tâm sự của bà về nghề viết và nghề vẽ của mình. Thưa bạn đọc, cuốn sách bạn có trong tay gồm 60 gương mặt của văn hóa nghệ thuật Việt Nam mà tôi có dịp được gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức những tác phẩm của họ. Với những cấp độ giá trị khác nhau, có những người là tác giả của tác phẩm xuất sắc, không chỉ gây ấn tượng mạnh cho tôi mà còn cho nhiều người khác ở phạm vi rộng Âm nhạc, văn chương, hội họa, giọng ca của họ mang giá trị ở tầm quốc tế. Có những người tôi lại ấn tượng về họ ở tính cách đạo đức sự đầm thắm. Những đóng góp của họ về giá trị tác phẩm không thật đặc biệt nhưng họ là một phần của đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn vừa qua đời sống ấy vô cùng phong phú đó là quãng thời gian tôi trải nghiệm bằng con mắt quan sát của người cầm bút họ không phải là đại diện cũng không phải là tất cả nhưng họ là những người trong tất cả làm nên và đóng góp vào lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà đọc 60 chân dung văn học này, bạn vừa biết được rõ hơn về một người nghệ sĩ sống, làm việc, yêu thương thành công hay thất bại. Đồng thời bạn sẽ hình dung được môi trường sống của các văn nghệ sĩ trong giai đoạn lịch sử của đất nước. Bạn có thể ngạc nhiên vì những đau khổ không đáng có mà họ phải chịu đựng. Bạn cũng có thể thêm ngưỡng mộ hoặc cảm thông với sự thất bại của họ nhưng biết họ đã sống đã vượt qua thời gian khó như thế nào để làm nên tác phẩm mà nhờ đó chúng ta được hưởng thụ những tác phẩm của họ bạn sẽ thấy những góc nhìn của tôi về cuộc đời của những cái tên mà bạn đã từng biết như các ca sĩ lê dung mỹ linh thanh lam tùng dương vũ mạnh dũng các nhà thơ lưu quang vũ phan thị thanh nhàn nguyễn thị hồng ngát đoàn thị lam luyến hay như các dịch giả đào tuấn ảnh phan hồng giang dương tường các nhà văn bùi ngọc tấn nguyễn xuân khánh bảo ninh phan thị vàng anh và các nhạc sĩ hoàng vân chu minh dương thủ trần tiến nguyễn cường phó đức phương và nhạc trưởng lê phi phi trần nhật minh sáu mươi con người có trong cuốn sách có người đã rời cuộc sống này đến một nơi xa khác có người vẫn đang là bạn tôi chúng tôi trò chuyện hàng ngày tôi viết những gì tôi biết về họ một số điều tôi biết về họ nhưng là những riêng tư nhất thời những mặt trái nho nhỏ không biểu trưng cho gương mặt của họ thì tôi sẽ không đề cập Tôi tin bạn đọc luôn hiểu rằng mỗi cá nhân có mặt ở đời này, xã hội chỉ tính đến những gì họ người đó làm được, cống hiến và tác động được cho xã hội, còn lại những khiếm khuyết nho nhỏ không thể không có. Trong cuốn sách này, bên cạnh những chân dung mà tôi, Trần Thị Trường đã viết, còn có một số chân dung được họa sĩ Hải Kiên ký họa trên smartphone. Những ký họa đó không chỉ cho tôi thấy thú vị đúng thần thái nhân vật của tôi mà những nhân vật đó khi tôi gửi cho mọi người xem ai cũng thấy thích nhân đây tôi xin cảm ơn họa sĩ hải kiên đã đồng hành với tôi để cuốn sách này tới tay bạn đọc một cách khác biệt và thú vị nhà văn trần thị trường còn đây là một nhận xét ngắn của tiến sĩ văn trương dịch giả đào tuấn ảnh một nhà phê bình văn học cùng trang lứa với bà trần thị trường bằng sự đa tài của mình trần thị trường đã khiến chân dung về những con người sáng tạo như các nhà văn nhà thơ họa sĩ nhạc sĩ ca sĩ nhà nghiên cứu phê bình có sức lôi cuốn lớn lôi cuốn không chỉ vì họ là những người tài trong lĩnh vực của mình mà đó còn là những phẩm chất những tính cách độc đáo riêng biệt không trộn lẫn xem một bức tranh nghe một giọng ca hay đọc một cuốn sách chủ yếu người ta sống trong thế giới của màu sắc âm thanh ngôn từ cảm nhận điều tác giả truyền tải bằng những thứ chất liệu đó nhưng tác giả thật lại luôn ẩn tàng nói theo lý luận tức là chỉ hiện hiện mờ mờ ở đằng sau từng con chữ từng lớp màu từng âm thanh và giọng ca nhờ những bức chân dung chữ của trần thị trường tác giả người đáng sáng tạo đã hiển lộ hiển lộ như những gì họ có và người đọc qua đó hiểu sâu hơn về đời thường và cuộc sống sáng tạo của họ cách họ gắn kết hai thứ tưởng chừng đối lập với nhau để sinh ra đứa con tinh thần chỉ duy nhất họ có những bài thơ tiểu thuyết bức tranh bản nhạc và giọng ca vâng thưa các bạn à, tiếng vọng chỉ giới thiệu với các bạn đôi điều như thế cũng mong các bạn nếu mê sách thì sẽ có duyên để gặp cuốn sách này